Các anh chị đang quan tâm về chương trình định cứu Mỹ, đặc biệt là theo diện EB-5. Sắp tới sẽ có một cái sự kiện tôi nghĩ là sẽ dành cho các anh chị. Sự kiện này diễn ra vào ngày 6 tháng 4 năm 2023 tại trung tâm hội nghị James Center, thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là cái lễ ra mắt của dự án khu nghỉ dưỡng tại Palm Springs, California cái dự án này được phát triển bởi tập đoàn Hall Group tại Hoa Kỳ và rất là đặc biệt đây là một cái dự án được sự hỗ trợ và góp vốn của chính phủ Hoa Kỳ là cái buổi lễ ra mắt này sẽ có sự hiện diện của ông tổng giám đốc tập đoàn Hall Group cũng như là sự tham gia của các luật sư di trú tại Mỹ thì tại cái sự kiện này là sẽ giải đáp được khá là nhiều cái thắc mắc cũng như là những cái thông tin mới nhất của chương trình định cư Mỹ theo diện EB5 cho các anh chị cũng như là những nhà đầu tư đang quan tâm về chương trình này nếu các anh chị nào đang có sự quan tâm có thể nhắn tin nhắn trực tiếp cho chúng tôi và chúng tôi sẽ liên lạc lại và gửi một cái vé mời tham dự sự kiện miễn phí cho các anh chị